không bao lâu. 20 năm sau đầu tư cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Là thế, đời sống không là bao. Là bao, đời không lâu là thế. Được bao năm sống mà yêu nhau. Jimmy kính chào tất cả quý khán thính giả của đài Jimmy TV và mời quý vị cùng đến với chương trình Bước Chân Dĩ Vãng. Hôm nay, Bước Chân Dĩ Vãng xin mời quý vị cùng trở lại thời gian 60 của Sài Gòn, năm cũ. Nơi đó chúng ta thấy có rất nhiều tiếng hát, chở những bài hát bolero, rumba. Bên cạnh đó, nhạc kích động cũng đã xuất hiện vào thời gian đầu thập niên 60. Và nữ ca sĩ đầu tiên hát những bài hát như 20, 40, 60 năm cuộc đời, đêm huyền diệu, vân vân. Đó là nữ ca sĩ Phương Tâm, một thời được mệnh danh là nữ hoàng kích động nhạc. Mà Jimmy còn thấy được những cái dĩa nhà hạt nhạc mà Phương Tâm hát những bài như là 60 năm, nè 20, 40, đêm huyền diệu hay như là bài đôi tám. Hôm nay rất là vui khi cô nhận lời góp mặt trong chương trình Bước Chân Dĩ Vãng. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phương Tâm. Xin chào cô. Xin chào Jimmy. Phương Tâm xin kính chào quý vị khán thính giả coi chương trình của Jimmy Show. Con cảm ơn cô, coi như là cô cháu mình cả năm rồi mới có duyên gặp nhau đó. Hai năm trước dịch đó. Trước dịch luôn. Sức khỏe của cô bây giờ như thế nào? Ok, cô vẫn khỏe, vẫn lái xe được. Vẫn nấu ăn được. Tốt quá. Cô ở đâu, định cư bây giờ ở đâu? Cô ở San Jose. Là từ năm nào ạ? Từ năm 80. 80. Chứ từ năm 75 mà cô ở đâu? 75 thì ông xã ở Orange County rồi đi học lại, chính phủ cho đi học lại. Rồi xong rồi đi New York training 3 năm. Rồi đi về San Jose từ tháng 7 1980. Cô ở tới bây giờ luôn. Jimmy có được cô cho xem những cái bức ảnh mà ngày xưa cô đi hát á, với cái mái tóc dài hay là giống như là cái hình trên cái bìa nhạc này nè, cái đôi tám này nè. Vì thấy cái mái tóc rồi cái make up rất là đậm, mà sao cô lại che cái phía bên mặt này, tại sao vậy? Cô chắc là để làm cho giống như là sauvage, mang rợ á. Tại vì cháu đọc trên một bài viết của ông Hồ Trường An ha. Ông lại nói là vì bên má cô có một cái vết thẹo, có đúng không? Mà không có thì Jimmy thấy nè, có đâu có thẹo đâu. Đúng rồi, cháu đâu thấy đâu. Rõ ràng nè, không có. Nhưng mà tại vì có cái thời trang lúc đó là cái mái tóc làm cháu quăng quăng rồi để đúng che cái má thôi. Đúng rồi. Đầu tiên nhất là cô là người miền Bắc hay là người miền Nam? Tại thấy giống giọng cô là gốc là miền Trung. Ba má cô là người Quảng Bình. Nhưng mà đẻ cô ở Hóc Môn. Sau đó về Sài Gòn. Thì cô có kể là lúc mà mẹ sanh cô ra sao đó? Mẹ cô sanh là lúc đó là năm 45 là nạn đói đó. Thành ra lúc bà cụ bà có bầu á thì là ở nhà nhờ nhà người quen. Rồi xong rồi tới lúc sanh á là thường thường người Việt Nam mình đâu có cho sanh ở trong nhà. Tại vì sanh trong nhà họ nó xui. Thành ra là bắt đi ra ngoài cái vườn mía, đẻ con ngoài vườn mía đó. Mà cô mụ tới đỡ, rồi xong đẻ xong rồi mới vô nhà. Mà thời đó là nạn đói cho nên là bà cụ ăn cũng đâu có đủ, mà đâu có sữa để cho cô. Thành ra là mỗi lần bú sữa mẹ xong rồi là khóc, khóc dữ lắm. Thành ra bà cụ bà nhai cơm cho ăn. Mà ăn cơm xong là nín liền. Thường à. Thành ra cô nghĩ tới cô cũng còn muốn khóc luôn á. Tại vì tại sao mà người Việt Nam ngộ quá. Đẻ trong nhà không cho đẻ. Và bà phải đi ra ngoài bụi mía. Mà lúc đó đang thời giặc giả, như đâu được vô vào đó. Trong bảo sinh viện đâu, phải thì không? Đó. Thì cho nên cô thương mẹ cô với cái tình cảnh đó. Tình cảnh đó. Bà cụ nhắc cô nhớ hoài. Rồi tên thật của cô phải là Phương Tâm không? Cô là Nguyễn Thị Tâm. Nhưng mà khi đi hát á, ở trong xóm, ngồi ra trong xóm là có cái anh Long đó, anh Đờn Mandolin, ảnh hay họp lại cho mấy người mà thiếu nhi là hát chơi đó. Thì là trong có bốn người ảnh dạy đó, dạy hát á, thì có em bé Phương Lan á, mà đánh muỗng á,
là em bé đó là tên là Võ Lệ Nhi mà lấy tên là Phương Lan. Thành ra anh nói thôi, Tâm là Nguyễn Thị Tâm thì thôi lấy Phương Tâm đi. Đó, thì lấy luôn Phương Tâm tới giờ lúc tới là tới từ đó trở đi. Bởi vì sau cô thì có một cô ca sĩ của ban Việt Nhi Nguyễn Đức. Đúng đó rồi. Là cô Phương Hoài Tâm. Thì có lần trên Asia thì cô Phương Hoài Tâm cũng có chia sẻ là đáng lẽ là cổ định lấy là Phương Tâm hay gì đó. Mà nhưng mà đàn chị là cô Phương Tâm đây đã có đúng tên rồi, Phương Tâm đúng rồi. Cho nên là cổ phải thêm chữ Hoài vô. Dạ, đúng rồi. Mà cổ lại hát nhạc bolero. Bolero. Còn cô thì hát nhạc kích động. Kích động. Mà nghe nói ngày xưa cô Phương Hoài Tâm cũng ở trên San Jose này, cổ gặp cổ không? Có, nhưng mà cổ là có tiệm gì đó facial với bán đồ nè, mà về cosmetic. Có nhiều người lộn, hiện giờ cũng có một em ở hay là ở trên review ở trên internet cũng nói là cũng nói là cô Phương Tâm này nói là nghỉ hát, đâu có, cổ còn hát. Mà cổ có tiệm plastic về cosmetic. Cosmetic. Nhưng đâu phải, không là cô phải. Phương Hoài Tâm. Dạ, cô Phương Hoài Tâm nó họ lộn đó. Dạ, đây là cô Phương Tâm là cái khác. Cái này Phương Tâm là khác. Dạ. Thì lúc nãy cô nói là có một cái ông nhạc sĩ trong xóm cô là dạ. đặt tên là Phương Tâm cho cô. Đúng rồi đó, ông đặt. Đó. Bốn người lẫn nhưng mà người nó là Mai Lan, Mai Phương, Mai rồi Mai Phương. Phương Tâm, Phương Lan. Đó, bốn người. Cái nơi đầu tiên cô hát là ở đâu cô? Nơi đầu tiên hát hả? Là cô lúc đó cô thi vô biểu đoàn văn nghệ đó. Biểu đoàn văn nghệ. 61, năm 61. Cô làm đó có một năm mà. Ở nhà đâu có cho bắt đi học. Nhưng mà cô mê hát quá đi. Cháu biết hồi nhỏ đó, 12 tuổi mà mê nhạc ngoại quốc lắm. Mê nhạc Mỹ. Trời, mê từ lúc bé rồi. Mê từ lúc bé đó. Mà ở nhà ông cụ thì ổng chỉ có một cái radio à. Ổng nghe tin tức à. Tin tức đài BBC rồi đó. Với ông nghe cải lương rồi, cứ còn nhạc cô hát thì ông đâu có biết nghe. Rồi lúc đó là 12 tuổi, cô ra nhà hàng xóm á. Cô ngồi ngoài hè á. Ở Việt Nam mà chuyên môn mở ra vô to mà. Cái buổi trưa đó có nhạc yêu cầu đó. Rồi cô nghe, lúc đó là có hình như là Bad Bull. Rồi Polanka. Rồi Betty Page với lại Connie Francis. Mê lắm. Lúc nào có nhạc yêu cầu là cũng có cô ngồi ngoài hè đó. Cô nghe mà cô yêu nhạc ngoại quốc từ lúc đó rồi. Yêu nhạc ngoại quốc từ đó. Mà tức cười nhất á, là ba cô á, ở trong nhà đó là con gái á, là phải học Gia Long mà cô không có vô được cháu ơi. Sao vậy? Khó quá, thi khó. Chị cô học Gia Long, em cô học Gia Long. Mà con trai á, thì Petruski. Mà cô không vô được, thành ra tôi phải học trường tư. Mà cô mê hát quá à. Dạ. Rồi rồi ông thầy đầu tiên dạy cô hát là ông nào? Ông Đoàn Châu Nhi đó. Đoàn Châu Nhi. Ông Đoàn Châu Nhi. Đoàn Châu Nhi là con Đoàn Châu Mẫu. Dạ. Là ông đó là cousin với cô Kim Tước đó. Mà ông dạy cô không biết tại sao ông cũng không có lấy tiền. Nhưng mà cô ông khó lắm. Nhịp nhàng đồ này kia là đâu vô đó. Ổng la cô khóc hoài à. Trời ơi. Nhưng mà cô cũng quý ổng là tại vì ổng là thầy. Thời điểm đầu những năm 60 lúc đó là nhạc bolero cũng đang thịnh hành, nhạc rumba thịnh hành ở Sài Gòn. Sao cô không hát nhạc rumba bolero mà lại hát nhạc kiểu mà kích động, nhạc mà twist như vậy? Cô lúc đó cô thích nhạc Mỹ. Mà lúc đó là Brenda Lee đó, không biết cháu biết không, đăng lên lắm. Hát bài Sweet Nothing thì cô bắt chước y chang. Có gào rồi đó là Sweet Nothing đó. Đó thành ra cô nổi tiếng bài đó đó. Rồi xong rồi cái ông Khánh Băng ổng đặt nhạc Việt Nam mà twist. Là ổng đặt bài đầu tiên là bài Có Nhớ Đêm Nào đó. Tìm nhau
cho cô hát đó. À, cho cô hát. Mà cô gặp ông Khánh Băng là trong trường hợp như thế nào? Yeah. Thì lúc mà ổng đề nghị với ông Nguyễn Tất Oanh đó là hãng Dĩa Sống Nhạc. Dạ đúng ạ. Mời cô hát bài Có Nhớ Đêm Nào. Đó, thì cô Thâu là Có Nhớ Đêm Nào có đầu tiên. Có phải bản đó là bản thâu âm đầu tiên trong đầu đời tiên cô đó. Đầu tiên trong đời cô đó. Dạ. Rồi sau đó là thì bên hãng Việt Nam thì anh Y Vân. Dạ. Đó là mới là cứ mỗi lần là có mấy bài hát Việt Nam thì mấy ông nhạc sĩ mà tác giả là lợi dạy cô. Ừ. Chứ ông thầy cô là ông không có thích nhạc Việt. Là ông Nhi á. Không phải, sau đó là ông Nguyễn Văn Xuân. Nguyễn Văn Xuân. Dạ. Ông nói nhạc Việt ủy mị quá, ông dạy. Ờ. Cho nên chỉ dạy nhạc ngoại quốc. Nhạc ngoại quốc thôi. Còn mấy người composer đó thì là dạy nhạc Việt Nam. Cứ ông nào mà đặt bài đó thì là dời dạy cô bài đó. Dạ. Dạy cô chừng giờ đồng hồ là cái là ngày mai hay gì là đi thu à. Dạ. Đi thu cũng lẹ lắm. Vì cô là người hát nhạc đầu tiên nhạc kích động Việt Nam. Thì vậy thì cô có thích những cái bài kích động đó hay không, hay là cô có hướng mình sẽ hát nhạc kích động đó hay không? Cô hát mà sự thật ra cô không bao giờ cô nghe hát trên thu dĩa đó. Ừ. Tại vì ở nhà hồi đó có máy dĩa là quay tay. À. Chưa có quay điện. Ừ. Ừ. Mà rồi lại là cô tối cô đi hát nhạc Mỹ, lúc đó Mỹ qua. À. Thành ra là với lại tới phòng trà là mấy ông nhạc sĩ mà nhạc trưởng á, rồi cứ yêu cầu cô hát nhạc Mỹ. Yeah. Rồi khán giả yêu cầu hát nhạc Mỹ. Ừ. Nói nhiều người hát nhạc Việt quá rồi, thành ra thôi cô hát nhạc Mỹ đi. Yeah. Đó, thành ra cô hát nhạc Mỹ. Ừ, còn mấy bài đó thu về mà cô không nghe. Cô nói thật coi như đó. Là người đầu tiên hát nhạc kích động Việt Nam nhưng mà lại không nghe. Bà không thích nghe. Bà thích nhạc Mỹ thôi. Thích nhạc Mỹ thôi. Yeah. Rồi nhưng thỉnh thoảng hát với ông Khánh Băng mà hát ở rạp hát á. Dạ, con thấy cái bức ảnh đó. Đó, thì hát nhạc Việt với ổng. Yeah. Với bài của ổng nữa. Yeah. Đó. Còn anh Y Vân đồ đó thì có thâu dĩa. Đúng rồi. Ờ đó. Chị mới thấy ra. Đây. Trong đây thì có mấy bài cái dĩa của Phương Tâm mà chị mình còn giữ được đây, hàng dĩa Việt Nam. Wow, một dĩa này mà cô hát với 3 bài. Thời đó có 4 bài mà cô hát 3 bài là 60 năm. 60 năm đây phải 60 năm cuộc đời không cô? Đúng rồi, 60 năm. Sao thời đó ghi cô 60 năm thôi vậy? Cô chưa bao giờ cô thấy cái dĩa này cháu à. À vậy hả cô? Cho cô nhưng mà về cô để một góc hả? Cô không có nghe mà cô không có dòm nữa. Dạ, đó ghi là 60 năm nè, rồi 2040 là cũng Y Vân, rồi Đêm Huyền Diệu. Mà lúc đó ông Y Vân đó, cô có những kỷ niệm nào với ông? Cổng lợi ông dạy cô rồi xong rồi cổ về. Tức cười lắm, hồi xưa nhạc sĩ với lại ca sĩ đó là gặp nhau đến nỗi giống như là mấy người phụ họa đó. Cô cũng không biết là ai đó cháu ơi. Tới chừng qua đây đó, con gái cô đó nó tìm mấy cái dĩa này ra. Yeah. Thấy ở trên cái tên phụ họa là cô mới biết là Hồng Phúc với lại Trần Ngọc. Trần Ngọc với lại chữ X Minh mà cô không biết là ai đó. Ừ. Mà cô cũng không biết anh Trần Ngọc là anh Tuấn Khanh đó. Sau này cô mới biết. Cô mới biết sau này nè. Chứ hồi trước cô cũng không biết nữa. Tại vì lúc mà phụ họa là để cái phòng kế bên. Chứ phải đứng chung với cô. Không có. Phòng kế bên mà có cái kiến nhìn qua thấy ba người phụ họa. Yeah. Mà cô cũng không biết là ai nữa. Tại mấy anh đó là hát đài phát thanh đó. Đúng rồi. Còn cô thì hát phòng trà. Yeah. Thành ra cô ít biết mấy người đó. Thường lúc đó là con nghe các cô lớn kể là khi mà thâu băng, thâu dĩa đó là hát live mà ban nhạc chơi live luôn. Đúng rồi. Mà nhất là cái dòng nhạc là tương đối mới đối với ca sĩ Việt Nam là nhạc twist này nọ. Thì cô có bao giờ bị chật hay là bị rớt nhịp hay là phải thâu lại nhiều lần không? Không, ít lắm, cái thâu lẹ lắm. Yeah. Con gái cô cứ nói giỡn đó chứ mẹ hồi xưa đó chắc là có người đứng điều khiển thành ra mẹ mới hát đúng vậy chứ nó đâu có đâu. Tại vì thầy Xuân ấy dạy kỹ lắm. Như cho cháu biết là lúc mà cô hát nhạc jazz á không bao giờ đánh melody á. Ổng chỉ đánh là hot á, cái bằng hot á. Ổng đánh nhạc gì đâu đó rồi một lát nữa cô phải vô đúng. Trời đất ơi. Thành ra là ổng khó tánh lắm. Nếu mà hát trật là ổng la dữ lắm. Dạ, cô phải vững cái nhịp. Vững nhịp lắm. Dạ. Cho nên mới vô. Mới vô được. Dạ. Khi mà kêu bằng đờn dạo lần thứ hai đó. Dạ. Không có đờn melody bao giờ.
Con thấy trong những bài hát cô Thâu mà lúc nãy cô có nhắc về những giọng phụ họa đó thì con thấy có một bài mà có cô Châu Hà, cô Mộc Lan gì mà cổ bè cho cô phải không? Không, mà cái dĩa đó lại không vô được cháu ơi. À sao vậy? Cái không tìm ra được master tape. Dĩa là cho anh Lời Vĩnh Biệt đó. Cho anh Lời Vĩnh Biệt đó. Không tìm được, thành ra có nhưng mà một cái ông mà collector đó ông nói là đang ở để ở Việt Nam mà Covid ông không có lấy được. Mà bài đó hay ghê á, cho anh Lời Vĩnh Biệt là có cô Châu Hà, cô Châu Mộc Lan. Mà khi mà Thâu thì cũng mạnh ai vô phòng Thâu chứ đâu nói chuyện với nhau. À, không có nói chuyện gì hết trơn á. Mà cô cũng không nhớ nữa, bây giờ đó tự nhiên cái dĩa đó ra. Cô mới nhớ là có ba người đó phụ họa cho cô. Là cô Châu Hà, cô Mộc Châu Lan. Châu Hà, Mộc Lan. Với Kim Tước, ba người lận. Lúc nãy mình đang nhắc về nhạc sĩ Y Vân cũng là tác giả của nhiều bài hát kinh điển. Thì xin cô cho một vài nhận xét khi mà nhắc về ông nhạc sĩ Y Vân. Trong nhà của ổng thì ổng cũng hay, ổng hòa âm cũng hay. Ổng mấy người đó nghe nhạc Mỹ chắc nhiều. Cho nên hòa âm nó giống nhạc Mỹ lắm. Anh Khánh Băng cũng vậy. Có nhiều bài ổng hòa âm như là nhạc Mỹ vậy đó. À, ông Khánh Băng rồi phải nhắc đến ông Phùng Trọng nữa cô ha. Ông Phùng Trọng, rồi ông Nguyễn Ánh Chính. Cũng lúc đó ông Nguyễn Ánh Chính chưa đàn piano. Ông đàn guitar. Ông đàn guitar là chơi đó. Ông chưa đặt bài hát nữa mà. 70 ông mới đặt. Mà cô là 66 cô đã nghỉ rồi. Đầu 66 cô nghỉ rồi. Lúc đó là ông Nguyễn Anh Chính là đánh đàn trong ban của ông Khánh Băng. Ông Băng, Khánh Băng với Duy Kim. Với lại anh Phùng Trọng thì đánh trống đó. Mà mỗi lần cô hát là nguyên một ban đó trên sân khấu luôn. Mà chỉ hát có 2-3 bài thôi rồi. Việt Nam. Việt Nam thôi. Rồi xong rồi mấy ổng là cũng là khăn gói đi về. Còn băng nhạc mà chơi cho mấy cô ca sĩ kia đó thì là ngồi ở phía dưới á, dưới sân khấu đó mà sát đó, sát sân khấu. Còn cô là cô lên băng nhạc, cô là cô lên sân khấu luôn. Mà băng nhạc có đứng phụ họa múa nhúng nhảy. Băng nhạc thì là có solo. Chơi xong rồi cái cô mới giới thiệu là solo tiếng đàn của Khánh Băng, rồi tiếng đàn của anh Nguyễn Anh Chính đó vậy đó. Thời đó là cô là hát chủ yếu cho ban Khánh Băng Phùng Trọng hay sao? Đúng rồi. Mà anh Y Vân không có chơi ở sân khấu. Chỉ là thu dĩa. Và ảnh chơi ở đài phát thanh đó. Cháu thấy có một cái tài liệu ở trên mạng, có một cô ca sĩ mặc sườn xám hay là áo dài gì đó hát bài Tiger mà rất là mang rỡ. Mà không phải. Mà nhiều người nói đó là Phương Tâm. Đúng rồi. Có đúng không? Không phải. Cái đó là không đúng. Tại vì cái giọng đó là không phải cô. Thứ hai là mặc sườn xám nữa. Là cô chỉ mặc áo dài thôi. Trời ơi, mà hát cái động mà mặc áo dài. Đến nỗi ông Nguyễn Anh Chính ông nói chưa thấy ai mà mặc hát kích động mà mặc áo dài hết á. Cô là cô đi hát là mặc áo dài không? Chứ không áo đầm hay là không có áo đầm. Đi là chơi mà cô đó là cô nào cô? Ngọc Nhi, hình như Ngọc Nhi đó. Là... mà sao ai cũng nói Phương Tâm mất kỳ quá. Chắc có thể là đôi khi người ta không có nhiều cái tài liệu như những cái dĩa này là không biết rõ mà cô như thế nào đó. Cứ thấy kích động là nghĩ là Phương Tâm thôi. Đúng rồi. Mà cái giọng của cô là nó khác. Khi mà cái người mà sản xuất mấy cái dĩa của cô sau này đó, họ nghe là họ biết giọng cô liền à. Dạ đúng. Thời điểm đó đó, mỗi lần mà cô hát nhạc ngoại quốc ở trên sân khấu thì cô phải có một người luyện về cách phát âm tiếng Anh hay không? Ông thầy giỏi lắm. Ông thầy đó, thời đó mà ổng nhà ổng có một cái system mà nghĩa là máy đủ thứ hết trơn, bài nào mới là ổng cũng có hết trơn. Rồi ổng dạy cô, rồi ổng giảng nghĩa đủ thứ hết trơn. Cuốn sách của ổng viết cho cô đó nha, viết bằng bút lông mà mỗi bài hát á là ký tên Xuân ở dưới. Ông thầy ông đó. Thầy á giỏi lắm, chỉ nghe nhạc Mỹ thôi. Cho nên ông cũng chỉ cô cách nhịp nhàng rồi kể cả phát âm đúng rồi. Tiếng Anh ông chỉ kỹ lắm. Mà hình như ngày nào cũng học á mà không có ăn tiền, không có lấy tiền. Mà sợ lắm, thầy hồi xưa là không có nói giỡn gì hết trơn á. Tới là ngồi học trò là đàng hoàng rồi xong rồi đi về. Tối hát cũng nghiêm lắm. Tối đi hát chung với ổng một giờ ở Capriccio mà ổng nghiêm lắm. Trong cái tờ chương trình cô đưa ở Capriccio đó chỉ có cô nè, còn có thêm hai ca sĩ nữa hát ở phòng trà nữa. Thùy Nhiên với lại gì? Messi hay là gì? Như người Tàu á. Messi. Mỗi cô cũng chưa bao giờ gặp cô đó hết. Tại vì hồi xưa đi hát là giờ của người nào là giờ của người đó. Hình như là
ba giờ thì cô một giờ, cô Thùy Nhiên một giờ, cô đó một giờ. Mà ở đó là khách 100% là người Mỹ. Ôi trời, vậy hả? Thời mà... đó năm 61, 62 hả cô? 62. Dạ. 62. Chắc là mấy ông của officer. Đúng rồi, officer không. Lúc đó chưa quân đội chưa qua nhiều hả cô? Chưa quân đội qua nhiều. Sau đó là cô hát ở Tân Sơn Nhất thì là ông nhạc sĩ Lâm Tuyền á. Là ông kêu cô hát ở đó. Cứ 5 giờ là lên hát ở đó. Thì hát ở đó thì cô lại hát nhạc mà Mỹ mà nhạc kích động. Tại vì lính mà. Còn vô chở trong câu lạc bộ An Đông thì officer thì là hát nhạc jazz. Wow, cô đã hát ra từ cái lúc đó rồi. Hát ra từ lúc đó rồi. Thầy dạy đó. Thầy dạy là hai đường. Lúc đó đó thì cái không khí của phòng trà Sài Gòn, đêm Sài Gòn như thế nào cô? Khi mà cô chạy show đó. Trời ơi vui. Biết làm sao không? Khách đó nhiều khi đêm nào cũng thấy mặt ông đó hết trơn, giống nhau à. Đêm nào hình như họ cũng phải tới á. Ông tới là giống như họ ngủ không được, ăn cơm không được hay sao. Ông đã thấy khách y chang ha. Ví dụ như ở Bồng Lai cũng như đó, rồi qua Hòa Bình cũng như đó. Rồi Văn Cảnh cũng vậy. Cũng đầy rồi. Ô Lâm Gia cũng đầy mà cũng cái mặt mấy mặt đó thôi, không có người nào lạ hết trơn. Lúc nào cũng là đầy đủ á. Còn ca sĩ thì sao, lúc đó ca sĩ hát những bài đó hát tới hát lui hay sao, hay là có mỗi đêm là một bài mới? Hát tới hát lui nhưng mà cô nhiều bài lắm. Tại vì mỗi đêm đi hát mà. Đêm nào cũng đi hát từ 5 giờ cho tới 1 giờ đêm. Trời ơi, mà cô chạy bao nhiêu phòng trà trong một đêm? Chiều á là hát ở Tân Sơn Nhất, 5 giờ tắt Tân Sơn Nhất. Rồi tới 7 giờ đó là vô ở trong câu lạc bộ An Đông, hát cho officer. Rồi tới 8 giờ đó là đi ra Capriccio hát. Capriccio hát lại tới 9 giờ. 9 giờ thì về Bồng Lai quốc tế với Hòa Bình. Đó, xong rồi đi Mỹ Phụng, Tự Do. Văn Cảnh, Đại Nam. Rồi last show là ở Ô Lâm Gia, 12 giờ tới 1 giờ. Cái đó là phòng trà ngồi nghe hay là có cái nào mà đứng nhảy đầm không cô? Phòng trà là ngồi nghe không. Còn nhảy đầm thì là Tự Do, đúng Mỹ rồi. Phụng. Ở Đại Nam thì hình như là không biết. Cô còn hát ở Tour Divoir. Rồi Kim Sơn nữa. Trời ơi, ngày nào cũng như vậy hết trơn á. Mà cháu biết không, hồi xưa đó tức cười lắm. Ca sĩ là xếp giờ nào của người đó. Thành ra ít có bao giờ gặp cái người kia lắm. Không có giờ đụng mặt. Đụng mặt. Có một lần cô gặp cô Lệ Thu đó. Tại vì cô Lệ Thu của tới sớm. Hát ở Tự Do. Thì như là cô hát 10 giờ thì 10 rưỡi tới phiên cổ mà cổ tới sớm mà sao á. Thành ra có gặp một lần đó thôi. Mà rồi sau đó không gặp. Mỗi lần chạy tới một phòng trà thì ca sĩ đó hát mấy bài cô? Chắc là ba bài. Đúng ba bài đi ra. Ba bài là đi ra. Rồi mình lãnh tiền tháng hay lãnh tiền theo bài? Lãnh tháng. Lãnh tháng. Mà cổ Ô Lâm Gia thì cô hát 1 giờ luôn, từ 12 giờ tới 1 giờ. Từ khi Ô Lâm Gia mới bắt đầu có là cô đã hát cho tới khi cô nghỉ luôn. Thời đầu 60 thì không khí Sài Gòn còn yên bình, người dân còn enjoy với nhạc. Enjoy lắm. Rồi mà tức cười không biết hình đêm nào sao hầu như là họ tới đó mà không, nếu mà không có tới là họ ở nhà họ ăn cơm được hay sao á. Từ thứ hai tới cuối tuần luôn hả cô? Đúng rồi. Cô có nhiêu mặt đó mà cũng ngồi cái bàn đó. Khách ngộ quá à. Trong những bức ảnh xưa đó thì con thấy có một bức hình mà cô nè chụp với cô Nhật Thiên Lan và cô Khánh Ly. Mà nghe cô Khánh Ly kể là ngày xưa cô cũng là bạn của Khánh Ly. Đúng rồi. Xin cô kể lại tình thân với hai người. Thì cũng gặp đi hát rồi cũng gặp rồi thỉnh thoảng có đi đi nhảy đầm ở ban không quân. Ban không quân lúc đó hình như 15-16 tuổi mà gặp hoài. Gặp hoài ở đó, cứ mỗi lần có ban không quân là khi nào cũng gặp Khánh Ly. Lúc đó hình như là chưa đi hát á. Lúc cổ vẫn tên là Lệ Mai phải không? Lệ Mai đó. Mà lúc cô đi hát rồi hình như là cũng mới đi hát thôi, mới đi hát ở gì đó để coi thì... không, chưa đi hát. Tới 16 tuổi mới đi hát lên. Mà nhỏ hơn chút xíu là đi nhà đầm rồi. Mê. Mà nói thiệt là trốn ở nhà. Đi ban. Đi ban đó. Ở nhà đâu biết đâu.
cô Khánh Ly cũng có nhắc kỷ niệm đó, nói chỗ cô Phương Tâm xinh dễ thương lúc mười mấy tuổi, cô Khánh Ly hay nhắc cái kỷ niệm. Tức cười lắm, đi ra cái piece đó là chỉ có mình cô với cổ thôi à. Ôi trời, vậy hả? Cổ, cô đi với bạn, còn cổ đi với lại ông anh đó, ông Sơn. Ngọc Sơn đó. Đó là những kỷ niệm về thời Sài Gòn ngày xưa đó. Thì lúc mà thâu băng như thế này hay là thâu dĩa, thời này chưa có băng đâu, chưa thâu dĩa thôi. Thì cô có độc quyền cho một hãng dĩa như Việt Nam để sống nhạc không? Có, độc quyền cho Việt Nam. Đầu tiên? Không, sống nhạc trước. Sống nhạc trước. Hát có nhớ đêm nào rồi đó, mấy bài. Xong rồi mới qua Việt Nam độc quyền cô 2 năm á. 2 năm luôn. Rồi xong rồi, rồi là 64. Sáng bốn ra lại bắt đầu hát lại sống nhạc. Sống nhạc cô độc quyền. Nếu em không cùng anh, nếu không cùng anh sống chung trong cuộc đời, sống chung cuộc đời chỉ là người yêu thôi. Em là người yêu, em sẽ thành thần tượng. Em là thần tượng để anh ôm mộng. Kia ai đắp tường thần nóng buồn vật rúa cùng dần pha phôi, tim anh chỉ để một người sống mà tiền giữ chết hơi mang đi. Em theo ảo mộng bước về âm vang tiếng nhạc muốn về vào hư không. Thì trong đây Jimmy thấy có một cái dĩa đây. Bài Ai của nhạc sĩ Trường Hải. Cô cũng có kỷ niệm với ông nhạc sĩ Trường Hải phải không? Thì mỗi cứ mỗi ông á, mà viết bài twist nào á, kích động á, là khi nào cũng lợi dạy cô hát á đó. Bài của ổng mà. Rồi sau á, là cô hát thì khi nào cũng là mấy ổng dạy rồi ra hát rồi thôi. Đó. Những người đó là những người dạy chứ cô, thầy cô là ổng có dạy tiếng Việt Nam. Ổng nói chứ nhạc Việt Nam ủy mị quá ổng dạy. Thành ra toàn là những người nhạc sĩ mà tác giả lại dạy cô hát người đâu. Như ông Trường Hải, ông muốn tập cho cô bài này ông phải tới nhà ông. Dạ tập đúng rồi, tập rồi tới nhà cô chứ cô không có tới nhà mấy ổng. Mấy ổng xách đựng guitar tới dạy cho cô. Nhờ như vậy thì mình mới hát đúng lời và đúng nốt và đúng cái tình cảm mà đúng rồi ông biết ra. Và ông Trường Hải sau này cô có gặp lại không? Hình như là không có gặp rồi cháu ơi. Cái cô mà từ giả rồi là không có gặp ai nữa đó. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp vào khoảng năm 65-66 thì sao cô lại ngưng cái bụp mà không đi hát tiếp? Trời ơi, không biết tại sao mà cô quyết định là lập gia đình rồi tôi là không còn nghĩ gì tới nữa đó. Ngay cả một tấm hình cô cũng đem theo nữa. Bỏ hết mà không có hát hò gì mà không có nghĩ gì tới nữa đó. Mà dĩa hát đồ của cô ở nhà có mà cô cũng không đem đi nữa. Cô đi ra Đà Nẵng cô ở nha. Không có đem một tấm hình mà không có đem một cái dĩa hát nào hết. Là năm mấy cô lấy chồng? Năm 65 cô lấy chồng. 66 chứ. 66 cô lấy chồng. Rồi khi mà lấy chồng thì chú có tạo điều kiện để cho hát không hay là chú? Chú không nói gì hết. Chú không nói gì hết. Nhưng mà cô là quyết định thôi. Cô quyết định. Với lại bên nhà chồng cũng xưa đó, mình cũng đâu có đi hát làm gì, rồi đi hát rồi chú ở Đà Nẵng. Rồi giờ cô ở Sài Gòn đi hát đâu có được, cháu thấy không? Cho nên phải ra ngoài căn cứ của chú. Rồi từ đó rồi cô đi qua Mỹ năm 75 luôn hay sao? Rồi từ không, 72 cô về lại Sài Gòn. Thường những ca sĩ mình đi một thời gian trở lại hay trở lại sân khấu lắm mà sao cô không trở lại thời 72? không còn nghĩ gì tới nè cháu ơi. Tự nhiên là mà không có cũng hát hò gì hết trơn á. Ở nhà đó thì lúc đó đó ở ra ngoài Đà Nẵng thì có cái máy reel to reel. Nhưng mà cô chỉ nghe một bài là Tiếng Chuông Chiều Thu. Tiếng Chuông Chiều Thu của ông Dưa Trác hát. Nghe đi nghe lại cả trăm lần vậy. Nghe một bài một thôi, không nghe ai hết á. Cô nghe gì vậy, cô còn nhớ cái giai điệu bài đó không? Cô nhớ chứ. Trời ơi mê quá mà sao hát nhớ. Cho con nghe đi. Để cô hát nha. Gió thu nhẹ rơi, nắng thu vàng phai, ai về âm thầm neo cũ, bâng khuâng tình xưa. Hiu hiu luồng hơi mây, du du làn mây bay, ai nhắn theo mây vẫn vương xa đó,
ngàn dâu thưa. Từ miền xa tiếng chuông ngân, hồi chuông rui reo muôn tiếng đồng. Chuông reo mùa nắng mới, tình ta đẹp bao nhiêu. Hồn anh chìm đắm trong tiếng chuông ban chiều. Trời ơi, giọng còn hay quá. Mê quá, mê cái bài đó quá. Mà tiếc hồi đó anh Duy Trác ảnh qua năm 92. Dạ. Chú với lại chồng cô Xuân Thu. Dạ. Với lại một anh luật sư nữa tổ chức cho một cái show cho ảnh. Dạ. Có cô Kim Tước với cô Quỳnh Giao với cô Mai Hương lên hát ở trên San Jose này nữa. Dạ. Ở nhà cô. Mà cô không có chụp một cái hình nào kỷ niệm với ổng á. Tiếc quá ha. Tiếc quá. Dạ. Mà người idol, my idol là giọng nam Việt giọng Nam đó. Ừ. Rồi năm 94 ổng đi xuống Orange County, ổng thu dĩa của nhạc sĩ Lê Tín Hương đó. Dạ. Yeah. Ổng cũng lên đây chơi với cô. Cũng ở nhà cô một tuần. Dạ. Yeah. Mà cô không chụp cái hình nào kỷ niệm hết trơn. Trời. Rồi bây giờ làm sao mà có. Dạ. Yeah. Ừ. Ông thì giờ vẫn bên Houston. Dạ, yeah, nhưng mà nghe nói là ổng không được khỏe lắm. Dạ, yeah, đúng rồi. Đó là tiếng hát nam mà cô thần tượng đi. Về tiếng hát nữ cô yêu mến cô là ai? Cô mê Kim Tước. Ồ, cô Kim Tước. Dạ. Yeah. Tại hát mấy bài của Vũ Thành đó. Dạ. Yeah. Với lại Lâm Tuyền. Lâm Tuyền, tuyệt vời. Yeah. Tuyệt vời á. Có một điều mà Jimmy thấy rất là hay trong cô Phương Tâm là cô hát nhạc ngoại quốc. Cô được nhiều người biết đến là nhạc twist Việt Nam. Mà cô lại thần tượng những giọng hát tiền chiến. quý vị, nhưng mà quý vị thấy là bên cạnh những bài hát nhạc kích động như thế này thì có một bài tiền chiến mà cô thâu dĩa đó. Là bài Lá Thư của ông Đoàn Chuẩn. Cô cũng lạ, không biết tại sao hồi đó ông chủ hẳn dĩa mời cô ca bài đó. Mà nói thật với cháu nha, cô thu xong rồi kêu cô về cô không nghe. Nhưng mà có người em chồng nó mới nói gì chứ. Trời ơi, chị hát bài Lá Thư hay lắm. Mới nói vậy hả? Rồi cũng thôi. Ông xã cô còn sống, ổng cũng không để ý nữa. Tại vì khi ông xã cô mà tới phòng trà là ổng mê cô hát nhạc Mỹ. Đơn giản vậy thôi. Yeah. Thứ nhất là ổng mê cô hát bài Tenderly. Của Nat King Cole hát đó. Nat King Cole. Thành ra là khi cô hát nhạc Việt, cô ổng để ý gì hết á. Nhưng mà sau này ổng có nghe được bài Lá Thư cô hát chưa? Cũng hát là cô hát về sau ổng thâu cho cô là hát karaoke. Chứ cô cũng tiếc là khi bây giờ mấy cái bài này á, con gái cô Hana đã làm ra mà ổng đã mất rồi. Tiếc quá. Cô tiếc, cô tiếc về sau. Tại vì năm 2013 đó, có một người gửi tới một cái email nói là Phương cái ổng lấy ở trong email ra để là Phương Tâm ca sĩ thời 62 cho tới 65. 66, họ không nói, họ nói 65. Rồi xong là lấy chồng là bác sĩ công quân đại úy Hà Xuân Du. Rồi không hát nữa. Thì trong đó, đó có để một cái dĩa là bài Thế Hãy Còn Xa Lắm của Mạc Thế Nhân. Mà ông xã cô ngộ lắm, thấy rồi cái lấy cái bài đó, cái tờ giấy đó ra, rồi xong rồi cái bỏ vô cái cuốn sách nhạc thôi. Chứ cũng không có nói gì tới cái chuyện mà hồi xưa cô có thâu dĩa hay gì hết á. Tới khi mà tháng 12 2019 á, cái phim mà Mắt Biếc đó, thì họ nhớ ông Jimmy cho hỏi cô đó, nói gì chứ cho số phone ông đó đó. Và ông có gọi cô, rồi xong rồi ông nói là ông trả cho cô 11 triệu, tính ra tiền Việt Nam là 425 đồng. Thì cô nói là thôi nếu mà cái tiền đó thì gửi cho charity. Xong rồi ông đưa cho cô là một cái công trắc dài lắm thì cô đâu dám ký. Cô mới nói với Hana, cô nói Hana là con gái cô đó, có người làm phim Mắt Biếc mà trả tiền cho mẹ 400 mấy đó. Mà đưa công trắc cho mẹ, mẹ không dám ký. Rồi cô mới nói với Hana vậy chứ hồi mẹ đi hát mẹ có album. Rồi Hana mới về mới suy nghĩ lại, mới đi đi làm một cái project research cho cô thì mới tìm ra dĩa đó. Mỗi lần mà nó gửi một cái clip mà cô hát đó là cô khóc, là tại vì cô không có thể ngờ là hồi đó cô thâu.
Những cái bài mà ngày xưa mới nghe rồi. Tại vì như cô nói với cháu là cô Thâu đó mà không bao giờ có nghe đó. Chưa bao giờ nghe. Nghe lúc mà ở studio thôi, vậy nhà không có nghe. Rồi sau này có nhiều người post lên YouTube đó. Thì có nhiều người cứ tự nhiên cũng nói là Phương Tâm. Nhưng mà không phải, cô. Giống như là bài Đêm Huyền Diệu đó. Có một số trên video trên mạng ghi là Phương Tâm, nhưng mà không phải. Giọng của Connie Kim. Đó mà bây giờ nghe ra là mới biết. Dạ. Là tại vì cái hòa âm nó khác. Đúng ạ. Mà hòa âm của cô khác. Dạ. Mà có cô có phụ họa. Đúng. Đó. Dạ. Hồi đó của cô nhiều ca sĩ phụ họa cho cô. Không biết tại sao hồi đó mấy ông mà nhạc sĩ mà bài nào của cô phần nhiều là phụ họa. Dạ. Hay ghê á, bây giờ nghe lại hay quá. Trở lại cái không khí của cái ban Tâm Lý Chiến mà thời đầu cô hát đó, thì ngoài cô còn có ca sĩ nào ở trong đó? Có cô Tuyết Hằng. Cô Tuyết Hằng. Có cô Minh Tuyết. Rồi là hai người đó là hát nhiều đó. Dạ. Cô Thùy Nhiên hả? Không, cô Thùy Nhiên không có. Cô Thùy Nhiên là hát phòng trà. Dạ. Với cô. Dạ. Rồi có bác Lữ Liên. Bác Lữ Liên. Dạ. Rồi có... bà vợ của bác Lữ Liên là cô Thúy Liễu. Dạ. Với kịch sĩ Hoàng Năm với lại nhạc sĩ Anh Bằng. Ồ, nhạc sĩ Anh Bằng trong đó luôn. Dạ. Ban AVT. Dạ. Hồi đó đi công tác hoài nhưng mà yên lắm. Đi xe GMC không đó. Dạ. Đi ra tới Vĩ Tướng 17 luôn á. Hát ngoài đó. Hát ngoài đó luôn á. Trời ơi. Hát ngoài Vĩ Tướng 17. Dạ. Mà không sao hết trơn. Nhưng mà cũng lo, mỗi lần đi cũng sợ lắm. Lúc nãy cô nhắc về những cái bài hát ngoại quốc mà cô hát phòng trà đó, thì con còn nghe nhiều người nhắc về bài Mona Lisa. Đúng rồi. Cô hát thử một hai câu cho Mona Lisa được không? Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa. Hay quá. Thôi, cháu nhớ là bài này cô có hát lại ở phòng trà Lạc Cầm á, năm 6 năm trước. Tháng 10 2015. Đó. Yeah. Cháu biết tại sao không? Yeah. Ông Nguyễn Anh Chính á là ông học lý xe dạo xe với ông xã cô. Yeah. Mà hồi xưa là cô cũng hát ở quốc tế là ông đờn piano. Dạ. Yeah. Ông hay gọi điện thoại từ Việt Nam qua. Yeah. Thì ông gặp cô, ông mới nói bà tập lại đi, bữa nào tôi với bà làm show kỷ niệm. Yeah.
Thì sẵn rồi thì cô nói thôi để hát nhạc Mỹ để cho mấy con cháu rồi nó để dành nó nghe. Đúng rồi. Đó. Xong rồi nói thật ra là tập đâu có tập gì đâu. Yeah. Tới rồi cái ngồi toàn nói chuyện đời xưa không. Ừ. Mà bữa đó lên thì sao mà ổng đờn cũng hay quá cháu ơi. Ừ. Yeah. Đó. Cũng làm kỷ niệm với cô luôn. Ừ, đó. Thì đó, rồi ổng xong rồi sau đó ổng về cái để coi tháng 10 2015 thì sau đó ổng lên đây chơi với cô hai ba ngày đó. Yeah. Mà cô không chụp hình kỷ niệm nữa. Sao mà tức cười ghê á. Chỉ có hôm đó hát thì ở đó thôi. Yeah. Mà rồi sau đó là ổng về rồi ổng mất đó. Tháng 3 là ổng tháng mất. Tháng 4. 2016. Tháng 3 là ổng vô bệnh viện. Nhưng mà tháng 4 là 10 cỡ 15 tây tháng 4 là ổng mất đó. Dạ, yeah, tiếc quá. Yeah. Cô cũng có liên lạc với vợ ổng này kia mới đây nè. Yeah. Bữa đó cô ổng đờn cái bài Mona Lisa hay quá cháu ơi. Dạ, yeah, có hát nhiều bài nhà ngoại quốc trong đêm quá hay luôn. Mà có một cây đờn piano với cô wow. thôi. Gợi nhớ cái không khí của phòng trà xưa đó cô. Đúng rồi. Mona Lisa, mến em nên dừng. You're so light, a lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely? They have left you for the Mona Lisa. Strangeness in Mona Lisa, or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you just a cold and lonely, lovely work of art. Mà bên cạnh ông Nguyễn Anh Chính thì cũng có một ca sĩ cũng cùng thời đó với cô. Mà cô lại có duyên với cô ca sĩ này lắm nha, đi đâu cũng hay gặp, đó là cô Lệ Thu. Không hẹn mà gặp nhau hoài. Đó cô mà, kể cái duyên đó của cô hai cô. Cười quá. Gặp cô có một lần ở Tự Do rồi thôi. Bữa đó cô hát bài My Serenade, cô hát tiếng Mỹ nha. Đúng rồi, hay quá. Rồi sau rồi cái tới chừng 89 đi qua bên Pháp. Dạ. Yeah. Rồi tự nhiên đang ngồi ở restaurant của Việt Nam Magic Tea như gì đó. Yeah. Thấy cổ đi lân tân đi tới. Rồi cái mới nói là đợi coi chụp hình với cổ kỷ niệm. Yeah, đó. Rồi xong rồi không bao giờ gặp nữa hết á. Rồi tới đi xuống Orange County. Rồi là đi với cô Thái Xuân rồi đó. Yeah. Rồi cái cũng gặp cổ đó. Mà cổ nói tội nghiệp lắm, cô nói chứ sao ai cũng có cặp, có mình tôi là độc thân vậy nè. Thấy tội nghiệp vậy. Nói cô cũng còn chảy nước mắt. Nhưng mà lần chót là... Lần chót là tháng 2 đi với Jimmy 2020 đó. Đó rồi gặp cổ đó rồi không bao giờ gặp nữa. Đầu cái đó là cái duyên thôi. Đúng rồi cô. Chứ đâu có hẹn đâu, không bao giờ hẹn đó. Nhưng mà đó cũng là cái kỷ niệm sau cùng. Kỷ niệm sau cùng tháng 2 2020. Đầu năm ngoái đó, trước đại dịch đó. Hôm nay rất cảm ơn cô đã dành thời giờ để tâm tình với khán giả, để cho quý vị, đặc biệt là thế hệ trẻ như Jimmy, đây là cái cơ hội để chúng cháu tìm hiểu cái thời gian mà trước năm 75 ở Sài Gòn mình, đầu thập niên 60, để biết Phương Tâm kích động nhạc là ai và đời sống của cô như thế nào. Cháu nghĩ rằng là tương lai sẽ có nhiều cái buổi talk show như thế này để cô hát và tâm sự thêm. Cảm ơn Jimmy nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã coi chương trình của Jimmy Show. Jimmy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bước Chân Dĩ Vãng và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Có biết lúc anh đã ra đi rồi.
lòng ta.